Kỳ Tâm nói lớn rằng, ủa, tôi là chồng của nọ, tôi cũng mang xấu vậy chứ. Thôi, tôi giao với thầy như vậy, thầy làm sao tự ý thầy, mà hễ thầy sơ thất để chúng hay thì tôi đi, chứ tôi không có ở nữa đâu. Được, thầy giao như vậy được lắm. Thầy còn giao điều nào nữa hay là thôi? Hết rồi, xin thầy cho tôi hỏi lại cho chắc một điều này. Tôi phải hết lòng mà gạt thiên hạ, đặng cho họ đừng nghi phải không? Phải. Vậy thì xin thầy định coi ngày nào tôi đi nói rồi ngày nào cưới. Tôi xin tỏ trước cho thầy rằng tôi không có cha mẹ bà con nào hết. Bởi vậy cưới hỏi gì cũng phải một mình tôi mà thôi, chứ không có ai đi họ. Không có hại gì, tôi kể người ta đi dùm cho cũng đặng. Tế thế, nãy giờ ngồi nghe hai đàn tính với nhau, không thèm nói chi hết. Đến chừng thấy bàn tới việc cưới hỏi mới xen vô mà nói rằng, bây giờ phải cậy người làm mà mai dông, đặng dắt đến nhà làm bộ coi rồi mới nói mà cưới chứ. Trường Xuân đáp rằng, bây giờ biết ai đâu mà cậy làm mai. Thôi, em chịu phiền làm mai dông dùm chút nha. Tế thế gật đầu nói, làm thì làm. Này, mà thầy đây không có áo quần mới, vậy anh phải đưa tiền cho thầy. Đặt một cái khăn đen, mai một cặp áo lót, một cái quần nhuyễn, mua một đôi giày mới và ít bộ đồ mát. Chứ đi nói con bà phủ mà y phục lang thang thì coi sao đặng. Trường Xuân gật đầu nói rằng, phải, phải lắm. Việc đó để rồi qua liệu, em đừng có lo. Đồng hồ gõ 2 giờ, Tế Thế lật đật thay áo đặt đi dạy học. Trường Xuân thấy Tế Thế vô buồn, liền chạy theo, rồi vỗ vai và cười, và nói rằng, nè em, may quá ha, thằng cha coi bộ kỳ cục á, mà văn nói nghe thông, qua tưởng phải tốn đến 5-7 ngàn á, nên qua đã ăn cắp tiền giấu sẵn rồi, té ra nó nói như vậy thì mình khỏi tốn hao gì hết á. Tế Thế làm mặt nghiêm chỉnh mà đáp rằng, có nhờ tôi đánh đạo lắm, nên thầy mới chịu đó. Việc này hễ xong rồi, anh đừng quên ơn tôi đó. Trường Xuân cười mà đáp rằng, em lo lắng dùng cho qua, làm sao mà qua dám quên ơn. Trường Xuân liền mở bóp phơi, lấy một xấp giấy bạc, đưa cho Tế Thế và nói rằng, nè, em lấy tiền này rồi làm ơn mua sắm áo quần, giày vớ dùm cho thầy ấy nghe. Anh đưa bao nhiêu đây? 50. Trời ơi, 50 mà mua sao cho đủ. Một cặp áo lót bây giờ hết 25-30 đồng rồi. Vậy chứ phải đưa tới bao nhiêu mới đủ? Tại ý anh chứ ai biết đâu mà nói. Xong tôi nghĩ người ta không thèm đòi tiền, thì mình phải sắm quần coi cho được. Chứ người ta tử tế mà mình bỏng sẻn thì kỳ quá. Trường Xuân nghe nói như vậy mới lấy thêm 50 nữa mà đưa cho Tế Thế, rồi hai người dắt nhau đi ra ngoài trước, bàn tính với Kỳ Tâm, để Trường Xuân ghé nhà nói trước cho bà phủ hay, rồi bữa nào áo quần may xong rồi, thì Tế Thế dắt Kỳ Tâm đến coi mắt cô Hai Tuyết, hễ đi coi xong rồi thì định ngày cưới liền, đặng trong 1 tháng cho rồi. Trường Xuân lại hứa rằng anh ta sẽ qua thường thường để mà sắp đặt mọi việc cho an bài. Tế Thế đặt may áo quần và mua khăn giày hết 60 đồng. Chừng các việc xong rồi anh ta vô nhà bà phủ mà xin cho Kỳ Tâm đến coi. Bởi Trường Xuân đã có nói trước rồi nên bà phủ niềm nở, định qua ngày sau cho Kỳ Tâm đến nhà. Đêm ấy, bà phủ nói cho Yến Tuyết biết trước rằng ngày mai sẽ có chồng đến coi và dặn phải ăn mặc cho gọn ghẽ, nhất là đừng có khóc lóc,
bởi vì Kỳ Tâm giao điều ấy gắt lắm. Yến Tuyết nghe nói chồng đi coi thì hổ thẹn, nên ngồi khóc hoài. Bà phụ dắt bẩn lắm, cô ta sợ mẹ buồn, nên cực chẳng đã phải vâng lời. Bởi vậy, qua ngày sau, Tế Tế dắt Kỳ Tâm vô quay thì Yến Tuyết bước ra chào hỏi như thường, chẳng khóc mà cũng chẳng buồn chi hết. Kỳ Tâm ăn mặc đàng hoàng, quay nghiêm chỉnh lắm, cứ ngó bà phụ rồi chúng chiến cười hoài, đến nỗi Yến Tuyết ra chào anh ta cũng không thèm liếc mắt. Bà phủ ngồi nói chuyện với Tế Thế một hồi rồi hỏi Kỳ Tâm rằng: Tôi nghe thầy giáo nói thầy mồ côi thì tôi thương lắm. Vậy bây giờ thầy làm việc ở đâu? Dạ thưa, tôi làm bên Mỹ. Thầy làm việc mà có khá hay không? Thưa, làm đủ ăn vậy thôi, chứ có đâu mà khá đặng. Ở đời này vật gì thì cũng mắc hết thầy. Mấy thầy làm việc lãnh lương bị tiền nhà rồi tiền chợ rút hết. Tôi coi bây giờ buôn bán hoặc là làm ruộng có lẽ khá hơn đó. Dạ, tôi cũng biết như vậy. Ngặt gì buôn bán phải có vốn, làm ruộng phải có đất. Phận tôi nghèo nàn côi cút, vốn không có mà ruộng cũng không. Bởi vậy tôi mới ra cầm cây giết kiếm ăn, chứ có phải tôi ham làm việc đó đâu. Chẳng giấu thầy làm gì, tôi có một chút con gái tôi cưng nó lắm. Tôi thấy mấy người có học thì tôi thương, nhặt mấy ổng mà hễ có chữ trong mình á thì cứ làm thầy thông thời ký. Rồi nay sắp đi xứ này, ngày mai dời đi xứ khác hoài. Nếu gả con cho mấy ổng thì hơi nào mà thăm con. Bởi tôi sợ như vậy nên tôi mới tính bắt rễ, đặng vợ chồng nó ở hữu hỉ với tôi cho nó vui. Kỳ Tâm nghe nói thì cười mà không trả lời. Tế Thế mới tiếp mà nói rằng: Thưa bà tính như vậy thì phải lắm chứ. Bà có một mình cô hai, mà ruộng vườn có, còn thiếu vật gì nữa đâu. Nếu bà gả cô hai cho nhà giàu thì tự nhiên cô phải theo chồng. Khi bà kiếm người côi cút mà gả, đặng họ ở đây trước là nuôi dưỡng bà trong cơn ấm lạnh, sau nữa họ coi vườn coi ruộng cho bà khỏi nhọc lòng. Bà phủ nghe Tế Thế mở lời bà thích lắm. Tế Thế với Kỳ Tâm ngồi chơi hơi một giờ rồi mới từ giã mà về. Chiều bữa ấy Trường Xuân qua rồi dắt Tế Thế trở vô nhà bà phủ mà định ngày cưới. Tế Thế chịu lãnh cậy bốn thầy giáo đi họ dùng, còn mâm trầu thì để cho đằng gá say. Chàng rể với họ đi tới hiệp tại nhà bà phủ, rồi chiều đãi tiệc chứ không rước dâu. Các việc sắp đặt xong rồi, chừng về dọc đường, Tế Thế mới nói với Trường Xuân rằng: Này anh phải đưa vài 300 đồng bạc đặng tôi lo đám cưới mới được chứ. Tuy là họ đàn trai mình không khỏi đãi ăn, hãy gom lại nhà tôi rồi đi luôn vô nhà bà phủ. Nhưng mà tôi phải lo mướn xe cộ đi rước người ta, chừng về nhà cũng phải sắm rượu trà mà đãi người ta chứ. Lẽ nào để họ ngồi nói chuyện giả hay sao? Trường Xuân tôi biết Tế Thế muốn kiếm chuyện mà đòi tiền, bởi vì rước họ chừng 5-7 cái xe, về đãi chừng 2-3 ve rượu mà tốn hao gì tới vài 300. Xong nghĩ lúc này mình đang cần anh ta giúp giùm đặng xong việc, nếu mình bỏng sẻn, sợ anh ta giận bỏ sụi rồi bại hoại việc lớn đi, nên mở bóp phơi, lấy 200 đồng bạc đưa cho Tế Thế, chứ không dám cãi lẽ nữa. Sáng bữa sau, bà phủ đứng ngồi mà tính coi đám cưới phải mời ai, phải đặt cổ Quảng Đông hay nấu đồ Việt Nam mà đãi. Phải may thêm cho con áo gì, quần gì, có nên sắm mùng mền hay không? Bỗng thấy ba cái xe kéo ngừng ngay trước nhà, rồi cô Ba Hương bước vô lại có dắt thêm một người đàn bà, chừng 45 tuổi, tuy ăn mặc tầm thường, mà bộ tịch phong lưu lắm, với một người trạc chừng 22-23 tuổi, mặt mày trắng trẻo, đi đứng khoan thai, y phục đoan trang, nón trắng, giày vàng, quần tích xô, áo nỉ xám,
Bà Phụ bước ra chào hỏi rồi mời hết vô nhà. Cô Ba Hương hỏi thăm Lăng Xăng, người đàn bà đi theo đó thì ngồi ăn trầu không nói chi hết. Còn thầy nọ thì chẩm bẩm ngó bà Phủ, lâu lâu lại liếc ngó vào cái buồng một cái. Bà Phủ hỏi cô Ba Hương rằng, cô đây cũng ở trên Sài Gòn à, hay là ở đâu? Chị hội đồng ở đây trên Chợ Lớn. Cô xuống dưới này chơi à, hay đi có việc chi? Người đàn bà ấy nghe bà Phủ hỏi như vậy thì mới đáp rằng, thời nay thì tôi không có biết Tân An, nghe cô ba rủ đi chơi. Tôi nhân lúc này rảnh rang lại có thằng nhỏ. Tôi đi học ở ngoài Hà Nội có bệnh, nó xin phép phải về một tháng, nên tôi chắc nó xuống dưới này một lần cho biết. Chợ Tân An gì mà buồn quá, buôn bán của ai cũng lôi thôi. Cô Ba Hương đứng dậy, quàng bà Phủ rồi bước vô cửa buồng. Bà Phủ hội ý đi theo, hai người đứng tại cửa sau rồi cô Ba Hương mới nói nhỏ với bà Phủ rằng, này chị, cô đó là vợ hội đồng Bạch ở trên Chợ Lớn, còn thầy đó là con đầu lòng của cô đà. Thầy học trường cao đẳng sư phạm ngoài Hà Nội, còn có một năm nữa thi lấy bằng cấp đi làm đốc học. Thầy hội đồng có bà con với tôi, nhà giàu có lớn, mà có phước nên sanh con học giỏi nữa. Tôi thấy thầy em đó nhu mì, mà lại coi bộ xứng với con hai ở đây quá, nên tôi lãnh làm mai. Tôi dắt xuống đây đặng coi nó đó đà. Vậy chị biểu con hai nó sửa soạn, rồi ra chào người ta, đặng cho họ thấy nó một chút. Con hai đi đâu mà nãy giờ tôi không thấy nó vậy chị? Bà Phủ đáp rằng, nó ể mình á, nên nó nằm trong buồng á. Cô Ba Hương biểu kêu nó dậy thay áo quần, mau đi ra chào khách đặng người ta đi về cho kịp xe. Bà Phủ đứng ngơ ngẩn không biết sao mà nói được. Cô Ba Hương thấy vậy mới đốc thêm rằng, chị đừng có lo mà, hễ cho thầy có mắt một chút, rồi về tôi đốc riết thì thầy chịu, chứ không khó gì đâu. Bà Phụ đứng dụ dụ một hồi có bộ suy nghĩ lung lắm. Cô Ba Hương thúc riết bà mới nói rằng, cho coi không được đâu cô à. Sao vậy? Tôi đã hứa gả nó rồi. Gả cho ai? Ở đâu? Sao tôi không hay? Tôi gả nó cho một thầy thông làm việc ở bên Mỹ. Con của ai ở đâu vậy? Còn có một ông cả ở dưới Rạch Giá. Thì đó làm việc gì? Làm việc tòa. Bất nhân dữ không? Chị gả hồi nào đó vậy? Thì từ xưa đến rầy, còn ít ngày nữa cưới đà. Sao hôm gần Tết, chị đi Sài Gòn ghé thăm tôi không nghe chị nói. Thì lúc đó chưa gả, ăn Tết rồi tôi mới gả. Chị báo hại làm tôi đi thất công. Cô có lòng thương cháu, thiệt tôi cảm ơn quá. Ngặt tôi gả rồi, biết liệu làm sao được bây giờ. Cô Ba Hương đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, Chỗ này người ta giàu mà lại học giỏi, chị không chịu thiệt là uổng lắm. Thế chị gả thì chừng một năm nữa con hai nó được làm bà đốc, sang trọng biết chừng nào. Này chị, không biết chị kiếm thế hồi chỗ đó đặng gả chỗ này được hay không chị? Mình nói con nhỏ nó chê xa nên không ưng, họ đi của bao nhiêu mình trả đủ lại cho họ, có hại chi đâu mà họ rầy. Mà con mình nó không chịu, ai ép nó cho đặng? Phải đa chị, tính coi xong lắm. Chị coi thằng nhỏ này tướng mạo coi được quá phải không? Bà Phủ đứng suy nghĩ hồi, cách một hồi bà lắc đầu thở ra mà đáp rằng, thôi, không được đâu cô à. Tôi hứa gả đã định ngày cưới rồi, bây giờ hồi sao được. Thiệt tôi cũng tiếc lắm, mà trời khiến thầy này không có duyên nợ với con hai tôi, nên thầy mới đến trễ. Vậy thì mình cũng không nên cãi trời đấy cô à. Cô Ba Hương làm mặt buồn rồi bỏ đi ra nhà trước. Cô ngồi nói chuyện lơ là với bà Phủ chừng nửa giờ đồng hồ, rồi từ giả dắt cô hội đồng Bạch với thầy nọ lên xe mà về. Bà Phủ đưa khách ra khỏi cửa rồi trở vô nằm dạo dạo. Trong trí thầm nghĩ, nếu con mình đừng có hư thì mình gả chỗ này xứng đáng biết chừng nào. Người ta đã giàu mà con người ta ăn học đã gần thành thân rồi. Xui đã đứng xui, mà rể lại đáng rể, nghĩ thiệt tức biết chừng nào. Đã biết bây giờ mình biểu đằng kia lui hết thì không khó gì, ngặt con mình nó như vậy mình đâu dám gả chỗ này. Không biết tại sao mà vô phước lắm vậy. Thank you.
Định ngày cưới rồi thì Trường Xuân cứ nói gạt vợ rằng đi viếng các làng, đặng cậy hưng chức tới ngày tuyển cử, họ bỏ thăm cử mình, rồi lén qua Tân An hoài. Lần nào qua cũng ghé nhà bà phủ, có ý muốn giáp mặt Yến Tuyết, đặng dặn dò ít lời. Mà Yến Tuyết hễ thấy Trường Xuân thì rút cho buồn, không chịu cho Trường Xuân thấy mặt. Bà phủ biểu Trường Xuân phải rao trong nhật trình, đặng cho Lục Châu hay sự bà gả con lấy chồng, làm như vậy cho rõ ràng, lại sao khỏi người ta dị nghị. Trường Xuân vâng lời, ghé cậy tế thế làm dụng việc đó, và cậy viết luôn một bài đít cua, đặng bữa tiệc đám cưới mà đọc nữa. Tế thế đòi thêm 50 đồng. Trường Xuân đưa liền không dám cãi. Quá chừng một tuần nữa thì tới ngày cưới, thấy 3 tờ nhật báo ở Sài Gòn có đăng hỷ tin như vậy. Bổn quá mới tiếp được hồng thiệp báo tin rằng thầy Lý Kỳ Tâm, thông ngôn tại Mỹ Tho, là trưởng tử của ông Lý Kỳ Thành, nguyên hương cả ở Rạch Giá, sẽ kết duyên cùng cô Phan Yến Tuyết, là ái nữ của bà Phan Hữu Tiền ở Tân An, ngày hiệp cẩn, định là ngày 31 Avril năm 1900. Bổn quán cầu chúc cho Lý Phan hai họ, hảo hiệp trăm năm, cầm sắc hòa hai, miên miên qua điệp. Bà phủ mượn Trường Xuân gửi thiệp mời bà con xa gần, cùng những người quen hết thảy. Bà lại dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng, mượn thêm ghế bàn, đặng có chỗ hai họ ngồi cho đủ. Kỳ Tâm thấy nhịp trình báo tin cưới thì trong bụng lo thầm, sợ chủ nợ hai mình cưới con gái bà phủ, áp lại đòi tiền thì biết lấy chi mà trả. Xưa nay, mình nghèo nên họ chửi mắng mà trừ, chứ ngày nay mình cưới vợ giàu sang chi cho khỏi, họ đòi. Nếu mình không trả, chắc họ làm nhục mình, mà hễ mình bị nhục thì mẹ con bà phủ cũng không tốt gì đó. Kỳ Tâm tỏ việc cho Tế Thế nghe, Tế Thế chạy vô nói lại với bà phủ, thì bà phủ buồn thầm, xong việc đã đến nước này, bà không còn dụ dự nữa được, nên bà nói rằng, không hại gì, nếu họ không nghĩ họ đến đây họ đòi á, thì tôi ra tiền mà trả cho họ, không sao đâu mà sợ. Tuy vậy á, xin thầy giáo làm ơn nói với thầy, nợ chừng 500-700 á thì trói đã được, chứ nhiều quá tôi lo không kham đó. Tế Thế về nói lại với Kỳ Tâm, thì Kỳ Tâm cười mà nói rằng, chồng ý bà phủ tưởng tôi bày chuyện mà giật tiền của bà hay sao? Nếu tôi có như vậy á, thì hôm nọ tôi đòi 2-3 ngàn, cần gì phải mưu sự cho nhọc chí. Xin anh nói dùm lại cho bà biết rằng á, tôi lo trước đó là lo giữ dùm danh giá cho bà, chứ phận tôi á, thì tôi không có cần gì đâu. Như họ có đòi nợ, bà không trả cũng được. Còn nếu bà có trả, thì bà giữ lấy tờ, đằng sau bà đòi lại tôi. Không thiệt hại gì đó mà bà lo. Bữa cưới, Kỳ Tâm mặc áo rộng, bưng quả, ngồi xe đi với Tế Thế và 4 thầy giáo mà vô nhà bà phủ. Trong nhà bà phủ chưng dọn hực hở, khách khứa đông dày dày, có thầy cái tổng tường, có vợ chồng Trường Xuân đủ mặt. Kỳ Tâm làm lễ từ đường, và lại mẹ vợ cùng bà con thân tộc, rồi mới ra áo rộng mà đãi khách. Mấy năm nay Kỳ Tâm nghèo hèn, không thèm sửa soạn y phục, nên quay lam lũ không bằng ai. Nay mặc áo lót, đi giày mới, bịt khăn đen, bận quần nhiễu, bộ tướng khôi ngô, mặt mày sáng rỡ, quay thiệt là đẹp trai. Bởi vậy, bà con họ hàng ai thấy cũng khen thầm. Trường Xuân thấy khách uống rượu khai vị rồi, hối dọn bàn mà đặt tiệc. Khách ngồi dự tiệc kể hơn 30 người. Trường Xuân với Kỳ Tâm cũng ngồi chung với khách, mãn tiện rồi. Chừng uống rượu xong pan, Tế Thế mới đứng dậy đọc một bài discour như vậy. Các ông, tôi là người tài sơ, học xiển, lại chưa từng quen đứng nói chuyện giữa tiệc đông người. Lẽ thì tôi phải ngậm miệng ngồi nghe, chứ không nên đến cửa lỗ ban mà múa búa. Nhưng mà hôm nay, chúng ta đến dự tiệc này là tiệc bày ra đặng vui mừng cuộc hôn nhân của Lý Phan hai họ. Lại tôi với Tân Lan là thầy thông Kỳ Tâm đây, vốn là bạn đồng song, vậy
tôi xin các ông vui lòng cho phép tôi thỏ thẻ mà tỏ đô lời, trước là chung vui cùng bà lớn, sau nữa chúc mừng cho đôi bạn mới. Dạ thưa, sách có câu rằng, minh quân lương tể, tao phùng dị, tài tử giai nhân, tế ngộ nan. Cô hai là con bà lớn đây, sắc tài tột chúng, mà lại công dung ngôn hạnh vẹn toàn. Lúc cô còn ấu thơ, đi học thì thầy bạn thải đều yêu. Mấy năm nay, cô về ở nhà, thì ngày đêm lo nuôi dưỡng mẹ già, hôm sớm cứ bạn bè cùng kim chỉ. Cô có sắc mà lại có tài, có đức lại có hạnh, có nhân mà lại có hiếu. Người dừng ấy, há chăng phải là giai nhân hay sao? Còn thầy Tân Lan, tuy lúc thầy học gần tốt nghiệp, rủi gia đình tao biến, khiến cho thầy trắc trở bước thang mây. Nhưng mà thầy là người độ lượng lớn, chí khí cao, bởi vậy giữa phong ba thầy bền chí vững lòng, tánh đinh sắt càng trui nướng càng thêm cứng chắc. Người dường ấy há chăng phải là bậc tài tử hay sao? Cổ nhân đã nói, tài tử giai nhân tế ngộ nan. Hôm nay thầy Thông là tài tử, cô hai là giai nhân, mà bà Nguyệt lại xe dây, ông Tơ lại xô bước, khiến cho Nam Bắc dày đoàn, Phụng Loan kết cánh, ý là một dịp rất may mắn cho Lý Phan, hai họ biết chừng nào. Vậy xin các ông cho phép tôi thay mặt lương bằng quý tộc hai bên mà cầu chúc cho vợ chồng mới trăm năm đầm ấm gia đình, rồi trổ sanh những con rồng cháu phụng. Bà Phủ ngồi cổ với khách đàn bà bên bộ ván ngang đó, nghe bài đít cua của Tế Thế thì bà mừng hết sức, mà chừng thấy khách vỗ tay khen ngợi thì bà lại càng phơi phới trong lòng, nên bà đã không biết hổ thầm mà lại còn cười ngõ nghẽn nữa. Ai nấy đều ngó chàng rể, có y trông trả lời, đặng coi tướng mạo như vậy mà văn nói thế nào. Kỳ Tâm nghe Tế Thế khen ngợi Yến Tuyết thì trong bụng tức cười thầm, nghĩ vì nhân tình ấm lạnh vô thường, người giàu sang giàu có hư cho mấy đi nữa, thiên hạ cũng khen, còn người nghèo hèn giàu khôn khéo cho mấy đi nữa, thiên hạ cũng chê lại dài. Ban đầu anh ta khinh bỉ Tế Thế là đồ vua bợ, nhưng mà anh ta nghĩ lại rằng mình đã hứa lỡ lãnh làm giả dối với người ta, chớ làm trái sao được. Thời nay mình giữ lòng thanh bạch thì giữ luôn đi, ai biểu chịu làm giả dối mà bây giờ lại dục dặc, mà bây giờ trả lời mình phải nói như thế nào? Thời nay mình biết thiên hạ bậy bạ nên mình xa lánh thế tục thì phải quá, sao lại nhảy vô dòng làm gì cho khó dễ như vậy. Kỳ Tâm ngồi ngẫm nghĩ muốn đến luôn, ngạc khách dự tiệc ngó anh ta quá nên anh ta nhột nhạt, nên bất đắc chỉ phải đứng dậy mà nói như vậy. Các ông có lòng huệ cố đến chung vui cùng nhạc mẫu tôi, mà các ông lại còn là phái thầy giáo, là bạn đồng song của tôi, đứng thay mặt cho các ông mà xưng tụng tài trí của tôi nữa, thì tôi lấy làm cảm nghĩa vô cùng. Lẽ thì tôi phải tỏ ít lời trước là tạ các ông, sau nữa bày tâm để các ông trông đợi. Nhưng tôi hổ phận tôi, chí ít không có hiệp thói đời, mà tài tình cũng chẳng bằng chúng bạn. Dù tôi có tỏ ra sợ chẳng đáng làm vui cho các ông, vậy tôi ngửa xin các ông miễn chấp, để tôi khuyên mời các ông uống cạn ly rượu này mà mừng cho nhạc mẫu tôi. Kỳ Tâm nói tới đó rồi ngập ngừng, ai nấy tưởng là còn nói nữa, chẳng dè anh ta cúi đầu rồi ngồi xuống, nên khách chưng hửng hết một chút rồi mới vỗ tay. Quý vị vừa nghe xong kịch thứ 8, truyện dài Tỉnh Mộng của nhà văn